hãy lựa hết cái đống bột ngọt với cái muối này cho ta, nếu không sẽ không được đi lễ hội. Trời ơi, ủa làm gì vậy? Em đang diễn kịch, em đang tập diễn kịch đó. Đang tập diễn kịch đó hả? Trời ơi, chị nghe giọng cười của em, chị tưởng đâu em chuẩn bị đóng vai phù thủy. Cô em nói cái vai này giống như viết ra để dành cho em gì đó. Một người mẹ nhân từ sợ đứa con của mình làm biếng, nên bài hết công chuyện nhà cái con mình làm gì đó. Vậy đó hả? Dạ, nhưng mà cái lời thoại hơi bị kỳ nha. Em thấy tự nhiên đi lựa cái gì, đậu đen, đậu đỏ gì đó, em cho lựa muối với bột ngọt. Sao mà nó khó quá chị, có nhiều cái chữ em không hiểu luôn á, thiệt á. Làm nghệ thuật á không phải đơn giản. Nhiều khi thấy người ta ở trên tivi người ta làm cái này cái kia mình thấy dễ, nhưng mà khi tụi em học rồi mà nữa sau này mà để tụi em thành tài á là cả một quá trình. Nhưng mà chị nói thiệt nha Kiều, ví dụ như con Dân Anh á, nó học nghệ thuật thì chị thấy được thân hình nó mỏng mai yếu đuối nó phù hợp. Còn em nha, trời ơi, chị thấy em không hợp với nghệ thuật đâu kìa. Sao không hợp chị? Bởi vì chị em nói chị ngộ quá à chị. Bởi vì chị quy chụp quá à chị. Thấy nước ngoài không? Những cái người mà người ta rất là nổi tiếng, nhưng mà cái body của người ta, cái ngoại hình của người ta không có quyết định được cái tài năng của người ta. Nhiều khi em vậy thôi, nhưng mà có những dạng vai hợp với em sao? Dân Anh á thì Dân Anh đẹp theo kiểu khác, còn em đẹp theo kiểu khác làm sao? Thôi cô ơi, cô làm ơn giùm cái đi. Bây giờ nếu mà muốn làm nghệ thuật á thì phải bớt bớt cái body lại, bớt bớt cái ngoại hình lại. Mà chị thấy em hợp nhất á là ăn với ngủ đó. Trời, chị nói gì chứ, bữa giờ là em bị tập hơi bị xiên nha. Tập em đó nhào hả? Lộn nè ha. Em gì gọi là chồng lộn chuối. Lộn mèo chồng chuối là làm được hết luôn đó chị. Nè, em ơi, người ta nhỏ nhỏ, người ta lộn, người ta đồ này kia thấy nó được. Còn em lộn đồ chị thấy tội nghiệp cái tấm thảm quá. Nè, cái đó người ta trong cái nghệ thuật người ta gọi là cái môn hình thể. Mình phải học làm sao người ta nhìn thấy nó ô về, nhưng thực sự nó rất là nhẹ nhàng. Cái đó bởi vì mình phải đi học đó, mình lộn mèo, đúng không? Là có kỹ thuật hết. Đó, nếu mà mình không mà kỹ thuật này kia là mình sẽ bị chấn thương này nọ. Giống như tán cũng phải có kỹ thuật, hung cũng phải có kỹ thuật nữa. Vậy luôn đó hả? Nói vụ chấn thương mới nhớ. Em á, cái người nó hơi tròn trịa. Ủa, cái không? Người tròn trịa hoài. Thì bây giờ chị nói vậy, bởi vì em tập á, phải cẩn thận. Nếu như mà lỡ mà lăn mà chấn thương này kia này nọ đó là rất là nguy hiểm, nghe chưa? Trời. Cái gì mình cũng phải cẩn thận hết á. Người ta nhỏ con rồi có chuyện gì người ta bưng cái ta chạy cấp cứu kịp. Còn em á, người ta bưng không nổi là lâu lắm á. Trời, hôm bữa đó em nhào lộn với bạn em đó, em đụng với bạn em. Đó, thì bạn bị chấn thương. Trời đất ơi, mà em không có bị chấn thương. Em nhào lộn vô người ta rồi đụng người ta chấn thương luôn cái, hả? Nói chung là cái gọi là cái sơ suất với lại là cái tai nạn đó. Chứ đâu phải em muốn nhào lộn chúng bạn đó đâu. Nhưng mà khi mà đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ lại nói không phải là chấn thương. Không phải chấn thương. Đúng rồi, mình nhìn vô là chấn thương nhưng nó lại không phải là chấn thương. Không phải là chấn thương, vậy là nó bị bệnh. Đúng rồi, bị bệnh. Nó bị bệnh gì? Thì bệnh là bệnh thôi chứ bệnh gì. Có nghĩa là nó bị bệnh chấn thương đúng không? Không. Ủa chứ cái sao? Bệnh, u tế bào khổng lồ. Trời đất ơi, cái gì vậy cô? U tế bào á là nghe nó đúng đó, nghe nó hợp lý với lại cái tên bệnh. Còn khổng lồ là em á. Đó, trời. Em là khổng lồ đó. Cái này là cái tên bệnh người ta thiệt mà. Bữa đi vô là mọi người nghe bác sĩ nói với cái cô chủ nhiệm á là bạn bị là u tế bào khổng lồ. Đây là một cái bệnh lý về tế bào, về xương. Đó, nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái vùng xương khớp của mình nha. Rồi nó là một cái bệnh lý chứ không phải là tại chấn thương mới bị đâu. Nó ở trong cái cơ thể của mình. Rồi sau đó hay nếu mà mình vận động mạnh nè, hoặc là nó đã tiềm ẩn ở trong đó rồi, mà mình có một cái va chạm nhẹ thôi, có thể bị gãy xương nữa. Trời ơi, ghê vậy đó mà hả? Gãy xương này là bệnh lý chứ không phải là gãy xương tác động. Có nghĩa là cái u tế bào khổng lồ này nó đã có sẵn trong người của đứa bạn em rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà có dịp và có cơ hội là nó bùng phát lên. Đúng rồi, em nghe nói nha, là gia đình của bạn này ai cũng bị rồi chứ. Ấy cha, vậy là cái này bệnh di truyền hả? Chắc vậy á. Rồi mẹ em nói ha, bây giờ là cũng đỡ rồi. Nói chung là đi đứng thì hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà kiểu là bác sĩ nói tình hình cũng không có xấu. Nhưng mà là do em đó. Cái gì do em? Có
có nghĩa là người ta có cái dạng bệnh u tế bào khổng lồ trong người, nhưng mà nếu như trời thôi vậy chị. Ủa ở đâu vậy, ở đâu mà đi vô nhà tôi im re vậy chị Hải? Không, em đang đi công chuyện, cái em ghé tạc đây, đem sắp áo dài tặng cho cô Hương. Cái tự nhiên em thấy hai người nói cái gì mà trời, cái gì mà khổng lồ, cái gì mà trời di chuyển gì hả, nghe sơm tụ quá, không biết có chuyện gì không ha. Đây tôi nhận cho mẹ tôi nha. Cảm ơn nha, trời ơi. Có mai áo dài một năm biết bao nhiêu cái cứ mặc đi chùa được thôi. Chứ đâu có làm xui ai nữa đâu. Định quá, định nói chuyện mà kêu mà thấy hai người nói chuyện say mê quá, kêu sợ giật mình, ai dè đứng đây cũng bị giật mình. Nè, hai đứa tôi đang nói, con Kiều nó nói nè, u tế bào khổng lồ mà tôi nói là lỗi do nó. Nó đụng bạn nó có cái bệnh đó trong người sẵn mà nó vô tình nó nhào lộn, nó đụng người ta sao cho cái bệnh người ta bộc phát lên. Bây giờ nó phải có trách nhiệm. Trách nhiệm gì em ơi, mai mốt em phải đi đứng cho cẩn thận nghe, chứ em dày rồi đụng người ta là người ta bị bệnh là mang quạ đó. Ủa chị nổ quá này nè, em nói nè, chị không nghe rõ ràng là bạn của em, bạn ấy bị bệnh trong người rồi, có kiểu giống như là di truyền gì đó, gia đình của bạn ai cũng có cái bệnh đó. Đó, nhưng mà làm sao em biết được? Thì gia chạm mà, mình đi học mình phải gia chạm chứ sao. Thì em lỡ đụng chúng cái bạn đó thì bạn đó bị chấn thương. Trời ơi, đi lỡ đụng mà bị chấn thương luôn. Dạ, đụng nhẹ thôi đó mà chấn thương. Thì nếu mà nặng là gãy rồi đó, chứ chị giỡn hả. Thì vô bác sĩ mới nói là không phải là do chấn thương, không phải là do em. Không phải do em. Mà là do bệnh lý u tế bào khổng lồ. Cái bệnh này nghe nó phức tạp, nghe nó sợ rồi đó nha. U tế bào khổng lồ luôn. Có chữ khổng lồ. Em nghĩ là tế bào đó tự bình thường thì nó sẽ bình thường. Nhưng mà khi mà trong người nó bự lên một cái, nó sẽ chèn ép những cái chỗ khác, làm cho cái xương của mình nó yếu đi. Nên là dễ bị chấn thương kiểu dạng vậy á. Nhưng mà thấy cái bệnh nó nghe nguy hiểm á. Chị Tuyết Khai nhiệt điều trị sao em? Ai biết đâu. Sao biết? Thôi, nói chung á, bây giờ á, em á, cũng lỡ đụng bạn chút xíu thì bạn bộc phát cái bệnh lên. Đó, bây giờ mình đi thăm bạn coi làm sao, rồi coi bạn có hỏi bác sĩ đồ cẩn thận chưa, điều trị sao. Đúng rồi. Rồi giúp hỗ trợ bạn ra vô thăm bạn đồ này kia. Với lại tụi em học nghệ thuật á, biết không? Đó, nhào lộn cái hình thể cũng phải cẩn thận. Chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời lượng để có thể trò chuyện về những cái khối u, thưa quý vị. Trước giờ thì người Việt Nam của mình và Loan nghĩ là ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thôi, chúng ta mà nghe tới khối u là chúng ta có cái sự hoang mang và lo lắng. Vậy thì tìm hiểu một chút về u tế bào khổng lồ, xem đây là căn bệnh như thế nào và nó có nguy hiểm hay không quý vị nhé. Chúng ta sẽ lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn từ phía thạc sĩ bác sĩ Quách Khang Hy ạ. Xin chào bác sĩ. Xin chào Diễm Loan, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết tổng quan về u tế bào khổng lồ là căn bệnh như thế nào ạ? Thì u tế bào khổng lồ là một, còn thường gọi là u đại bào của xương. Đây là một cái u lành tính, nó chiếm khoảng 5-10% các cái loại u của xương và chiếm 20% cái loại u lành tính của xương. Thì u tế bào khổng lồ thì thường xảy ra ở cái người trong độ tuổi từ 30-40 tuổi và thường gặp ở giới nữ nhiều hơn. Nên với nam là khoảng từ 1,3 đến 1,5 lần. Thì về vị trí thì u tế bào khổng lồ thì thường gặp ở vùng quanh khớp gối, chiếm khoảng 50%, tức là vùng đầu dưới xương đùi và đầu trên xương chày hoặc là xương mát. Các vị trí tiếp theo có thể gặp như là đầu dưới xương quay, đầu trên của xương đùi và đầu trên xương cánh tay. U tế bào khổng lồ thì là một loại u lành tính nhưng mình vẫn phải cần phát hiện sớm và đề phòng nó vì nó có thể để lại những cái di chứng tàn tật về sau này. Thưa bác sĩ, như vậy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh u tế bào khổng lồ vậy ạ? Thì về nguyên nhân của u tế bào khổng lồ thì cái nguyên nhân thì chưa được rõ ràng và còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên thì có một số giả thuyết cho rằng là có những cái bất thường của cái hệ mạch máu của cái xương bị bệnh. Kèm theo đó là có hiện tượng chảy máu ở vùng đầu xương và thêm một số các cái yếu tố kích thích khác nó làm cho cái tế bào bạch cầu đa nhân nó biến chuyển thành cái hủy cốt bào và nó gây ra cái bệnh u tế bào khổng lồ. Và triệu chứng của nó thì sao ạ? Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện từ những cái giai đoạn đầu tiên hay không ạ? Thì triệu chứng của u tế bào khổng lồ thì thường là không có đặc trưng. Nó sẽ chủ yếu là nó có hai giai đoạn. Giai đoạn sớm thì thường là u còn nhỏ, thì nên là thường không có gây triệu chứng gì trên lâm sàng. Giai đoạn tiến triển thì lúc này thì u sẽ tiến triển nhanh hơn về kích thước và bắt đầu phá vỡ cái màng xương. Lúc này bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng là đau ở cái vùng xương mà bị bệnh.
Thí dụ như là đau ở vùng quanh khớp gối, vùng xương đùi, và là u sẽ giai đoạn trễ hơn nữa thì u sẽ tiến triển làm phá vỡ cái vỏ xương, xâm lấn nhà xung quanh, thì có sẽ có hiện tượng có thể biến dạng những cái vùng xương mà bị bệnh, như là mình thấy cái đùi hoặc là khớp gối bệnh nhân có thể to hơn bình thường. Như tôi nói ở trên thì ở giai đoạn sớm thì thường là u không có triệu chứng nên rất khó phát hiện, và bệnh nhân thường đến gặp bác sĩ lúc này đã ở giai đoạn trễ hơn, đã có xảy ra các hiện tượng như là gãy xương bệnh lý hoặc là u đã xâm lấn ra phần mềm. Dạ, và nếu như không được tiến hành điều trị thì như bác sĩ nói là căn bệnh này sẽ có những biến chứng. Nó sẽ là những biến chứng gì ạ? Khi mà bệnh nhân đến với mình thì đã gặp một cái số các biến chứng như là gãy xương, u xâm lấn ra phần mềm, đặc biệt là các vùng quanh khớp thì u có thể là phá vỡ các cái đầu sụn xương, phá vỡ các cái cấu trúc của khớp, dẫn đến là bệnh nhân có thể bị phải đoạn chi, ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và cuộc sống sau này. Dạ, và cái cách điều trị cho căn bệnh này thì sao ạ? Có đơn giản hay không? Có điều trị hết hay không ạ? Đối với u tế bào khổng lồ thì cái phương pháp điều trị chính phải là phẫu thuật. Và các cái phương pháp điều trị nội khoa như dùng thuốc thì thường chỉ được chỉ định ở các bệnh nhân mà có chống chỉ định phẫu thuật, hoặc là để dùng để hỗ trợ thêm giảm các cái triệu chứng đau trên lâm sàng. Về mục đích của phẫu thuật thì mình sẽ loại bỏ hết các tế bào u, mình phục hồi lại cái hình dạng của xương và phục hồi lại cái chức năng vận động cho bệnh nhân. Đối với ở cái u trong giai đoạn sớm, u chưa có xâm lấn ra phần mềm, chưa có phá vỡ vỏ xương, thì thường bác sĩ sẽ chỉ nạo lấy cái khối u đó và sử dụng một cái số cái hóa chất tại chỗ như là phenol hoặc là nitơ lỏng để lấy bỏ hết các cái mô u còn sót lại. Sau đó là mình cái huyết hồng đó thì mình sẽ ghép xương nhân tạo hoặc là xương đồng loại, xương tự thân để lấp đầy cái huyết hồng xương cho bệnh nhân. Còn ở những giai đoạn trễ hơn, thí dụ như là bệnh nhân đã có gãy xương hoặc là u lớn, xâm lấn phần mềm nhiều, thì lúc đó bác sĩ sẽ chỉ định là cắt rộng cái khối u, tức là mình sẽ cắt nguyên một đoạn xương kèm với phần mềm xung quanh. Đó. Thì sau đó thì cái huyết hồng đó thì mình có nhiều phương pháp để mình phục hồi lại cho bệnh nhân. Mình có thể sử dụng khối xương đồng loại hoặc là xương tự thân của bệnh nhân để mình sau khi mình xử lý sạch mô u, mình ghép lại cho bệnh nhân. Dạ, và sau phẫu thuật thì cái khả năng phục hồi chức năng vận động của bệnh nhân như thế nào ạ? Đối với các trường hợp mà u ở xa khớp thì thường thường sau phẫu thuật thì cái chức năng vận động của bệnh nhân sẽ được phục hồi lại, có thể là nếu mà mình tập phục hồi chức năng tốt, vận động tốt, xương lành tốt thì có thể đi đứng phục hồi lại như giai đoạn ban đầu. Còn cái trường hợp mà u gần khớp, mình phải can thiệp nhiều hơn, rộng hơn, có thể phải thay khớp chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ tốn cái thời gian dài hơn để mà tập vận động để phục hồi lại. Dạ, và với căn bệnh này thì chúng ta có thể phòng ngừa được hay không thưa bác sĩ? Hiện thời thì chưa có một cái phương pháp nào để phòng ngừa u đại bào nói riêng và tất cả các loại u nói chung. Thì đối với các đối tượng có nguy cơ cao như là người có tiền sử trong gia đình, có người từng bị, hoặc là ở phụ nữ, mình nên đi khám sớm khi mà có các cái triệu chứng đau, tràn dịch khớp hoặc là hạn chế vận động vùng gần khớp, thì mình nên đi khám, gặp bác sĩ sớm để có thể tầm soát. Thưa quý vị, có lẽ là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì một điều mà chúng tôi mong muốn là sẽ gửi đến thông điệp cho quý vị, đó chính là tầm soát sớm, phát hiện bệnh sớm, và qua đây thì sẽ giúp cho chúng ta có cái quá trình điều trị nó đơn giản hơn, đỡ đau đớn, đỡ tốn kém, và quan trọng hơn hết đó chính là khả năng phục hồi cao. Và chúng ta cùng nhau nhớ cái việc tầm soát phải được thực hiện theo đúng như chỉ định và thực hiện càng sớm càng tốt quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Nhớ tiếp tục đồng hành với chương trình nhé. Xin chào.